Thân mến chào cả nhà. Hôm nay Lon đi ra khu vườn nhỏ nhà Lon đó cả nhà, để Lon thu hoạch thạch trao. Lon mời cả nhà cùng đi với gia đình Lon nha. Lon ươm nè, tốt ghê không? Đó, lá to to to. Lon sẽ thu hoạch ít cải xanh ở đây. Cải xanh Lon không có cắt hết mà Lon cắt ngang để cho nó lên. Làm nông ra trồng được cái gì á nó lên tốt mừng lắm cả nhà ơi. Cải xanh thì hạt nhiều lắm nhưng mà Lon trồng cải xanh dở, trồng cải xanh lúc nào Lon trồng nó cũng không có tốt giống như của người ta. Cải xanh bên Việt Nam mình nó muốn ăn ra chợ đầy, ở bên đây muốn ăn thì phải chạy tới tiệm Việt Nam thì mới có, chứ ở siêu thị Nhật không có bán, không có bán cải xanh này đâu. Thèm ăn bánh xèo mà không ràng, không có rảnh để mà chiên bánh xèo, đổ bánh xèo. Có cải xanh nè, ăn bánh xèo nó mới ngon. Nói vậy chắc lát về làm miếng bánh xèo ăn quá. Ở nhà cũng còn giá, còn đồ sẵn hết nè. Giờ có rau nữa. Về chiên bánh xèo. Bữa lên tốt, bữa nay bắt đầu lên bông, sắp sửa lên bông thôi chứ chưa còn được cũng sao, mấy bữa cây cải ngọt, cây cải ngọt hai cây lên đây lẻ loi nữa thôi, cắt hai cây cải ngọt này luôn, cắt hai cây cải ngọt này luôn. Hai cây này chắc làm được cái chén súp cho ông Xu quá. Tiện tiện là mấy cái lá cây nó rơi xuống nè. Bớt rồi cắt nó. Quá thì nhiều. Mizina, đợt này Lon không có nhổ nữa mà Lon cắt ở dưới này cho nó lên lại. Giờ mùa đông này ăn hà tiện, hà tiện để cho nó lên lại ăn có ăn. Thấy thương chưa, thấy thương chưa, cái này mùa đông tại mình trồng thì thành ra mình thấy mình quý gì chứ, đi ra mua có nhiêu tiền đâu cả nhà ơi, 100-200 yên à là đủ ăn rồi đó. Hãy thích trồng. Cắt cái mũi này đi, tới luôn. Cắt cái trên trên đó thôi, còn cái nào nằm dưới kệ nè. Ui, xa quá trời. Không tới. Cắt đây.
đây. Ngon chưa, hấp dẫn chưa? Dẫn chưa? Quá trời ngon. Này lá xong tiễn lại. À, trời ơi. Nó dính 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 nó trời mệt quá ơi, giờ nó túm ở trong. Đây còn ít này nữa, cắt cho nó hết cái đám này luôn. Cái gì vậy? Ý là mình đó mình làm á, mình chưa để mình bước cái đường vô rồi đó, mà giờ là bước đi vô cũng được đó này. Cái con này hôm bữa chồng tưởng đâu ở đây nó không tốt ha, vậy giờ nó cũng tốt quá trời luôn, tưởng đâu gặp quá nó không tốt. Xong rồi lon cắt ở chỗ này được mớ rau mizuna với cải xanh rồi à. Giờ luôn tiễn lại mấy cái lon dừa ở dưới rốc này nó ấy, cách nó bỏ đi để con gom cho nó sạch. Mình tưới nước tưới phân vô chút xíu nó lên tốt, gom mấy này cho nó sạch. Gái lại một chút. Đi. Rau rồi cả nhà. Giờ Loan sẽ cắt ít cải ngọt này luôn. Giờ Loan có kinh nghiệm rồi, Loan thấy mấy cây cải ngọt ở nhà cũng vậy, nó lên, nó lên tốt lắm luôn. Mùa đông này mà mình cắt đó, mình đừng có nhổ nó, mình cắt ngang á, tốt quá thì tốt luôn á. Giờ xà lách cũng lên tốt, để còn ở nhà nó cắt ngang nó cũng lên tốt, nó luôn giữ hết luôn, không có bỏ nữa. Cái ngọt ở đây, cái tô ma trừ. Cái này á lo hay có về lon lon xào bún chay, nó xào đó, xào bún chay, nó gạo xào chay. Chầm khó, chầm khó. Mình có đất đâu cả nhà ơi, đất này hả, hồi trước nó đá không à, cái lon mua đất rồi nó đổ nó mới được như vậy đó. Cắt được mấy cây bên đây luôn, đây nó không có tốt, mà cải này mình phải cắt sớm, cắt ra cắt dễ nha,
trọng, nó dai, nó cứng. Ở này được rồi, ui da, chết rồi, ui da. Đi kẹo cái giò, ui da. Kẹo giò cái này. Hết cả ngọt cái này. Để lần con còn cái gì nữa cái mình thu hoạch luôn đó nha. Con sẽ thu hoạch một ít lá cải cay này vậy anh. Hoạch này hả, nó ra cây con nữa cả nhà. Nè. Ra cây con quá trời nhiều nè ha. Cây con đỏ. Ra cây con quá trời nè. Để lòng ngắt cái mấy lá này để cho mấy cây con nó tiến lên. Ở bên đây nghe giống như cái mùi cải xanh vậy đó, giống như mùi lá cải xanh vậy đó, nó cay cay vậy đó. Cải bột tạt nè, cái này nhỉ hả, cái chị bán cải này giờ mình để là cải wasabi, cải wasabi, cải bột tạt. Nhà mình trồng cũng được mấy cây, mình thấy nó ăn thấy ngon, mình ra mình mua thêm mấy cây nữa. Đây. Để cho nó tháo vô, trời. Nó vô lại. Đổi. Ở đen có lộn vài cây rau trong đây nữa. Này hôm trước hôm bữa lon trồng là nay nó được có lớn rồi nè, cái bề trắng được ít cải wasabi, để lon hái thêm ít cải rổ nữa cả nhà về xào. Cái cải rổ hôm bữa mình hái mình nhổ hết rồi, bữa nay còn nó cũng chưa mấy gì lớn không cả nhà, mà lon nhổ vài cây để về ăn. Cứ cắt tiễn không cả nhà, tiễn mấy cây nào mà nó dày quá đó em cắt lớn tiễn rồi cây kia nó lên. Đám này 3-4 cây vậy. Cắt bớt cây này đi cho nó lớn lên. Đó, hai cây kia nó lớn. Còn cây nào nữa không? Tiễn thôi cái này đi. Ý dạ. Non hết cả nhà. Lon ra phía sau lon cắt cây cải bè trắng luôn đó. Đây đây cắt cây cải bè trắng. Ẩm nó định cắt mà chưa cắt. Hôm nay đã cắt luôn. Cải bè trắng. Hai cây cải bè trắng nhà mình nó cũng lớn nè cả nhà. Đó, hôm nay cái bè trắng nó tốt ha. Lát mình cũng thu hoạch này ít đây cả nhà. Nhìn thấy thương quá. À. Nó tét dài bẻ về nấu canh nha. Một tô canh nhỏ nhỏ đủ ăn nè. Non lắm cả nhà này. Nhìn nó non eo. Nhìn non lắm luôn. Cây này không dài cũng ăn hoài. Ây da, đừng nhổ luôn gốc lên đi. Chồm chồm như đây.
mùa này là mình phải cắt, cắt nó chứ không cắt là nó sang năm nó không có trái. Mấy cây cam, cây quýt rồi ở nhà lon lon tỉa hết rồi, lon lon không có cắt vô nhưng mà lon để nhẹ, lon tỉa luôn. Phải tỉa, mình cắt cái cuốn xong mình phải tỉa nó chứ không là nó không có trái đâu. Mình lấy đồ hứng đây nữa, hốt rác đây mệt, không bao nhiêu thôi, mai lấy đồ ra hả, cắt tiếp. Tiễn cho nó đẹp đi. Quá trời, một một chậu gì mình để cái ba cây làm sao nó sống nổi, nó lên nổi. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Chậu gì mình để tới ba cây, ba cây gì nó dày quá mà phải rồi. Để con dời chậu nó mới được. Cái nó dày gì nó lên không nổi đâu. Dày quá mà, bởi vậy nó lại vàng lá hết rồi. Trễ quá, luôn thấy cái này dày quá, luôn chiết ra xong rồi cả nhà. Tại tối quá là thành ra luôn luôn tranh thủ để mà luôn trồng, luôn không có quay cho cả nhà xem. Đây, luôn trồng vô đây hết rồi, luôn chiết ra đây, luôn trồng vô đây. Đó. Chứ một chậu gì ba cây, cái rễ nó ra đầy cái chậu nhỏ chảy nhựa hết rồi, thành ra luôn chiết ra mới được. Thôi bây giờ luôn về cả nhà, chứ để tối rồi. Đem cái bao nhựa này về đang trồng mấy cái cây ổi nha Lon. Hôm nay Lon đi thu hoạch về nó hơi trễ á, trời nó hơi tối. Lon để tới sáng thì sợ cái rau của mình nó không có còn được tươi nữa, thành ra hơi tối, cả nhà thông cảm giùm Lon nha. Hôm nay Lon thu hoạch được nè, trái diêu dừa nè, với một ít cải cay nè, cải wasabi đó cả nhà, ít cải ngọt. Với ít cải bẹ dúng, ít cải rổ, một ít cải xanh, với vài cái cải ngọt, cải Mizuna. Đó, hôm nay thành quả của Lon thu hoạch được bao nhiêu đó cả nhà. Lon cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng Lon đi thu hoạch nha. Lon xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ. Lon cảm ơn cả nhà rất là nhiều.